Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ nhất vẫn liên quan tới mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quý vị, trong ngày hôm qua tôi có loan hai bản tin. Bản tin thứ nhất là Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận và à, đưa danh sách vào danh sách đen ít nhất là 36 công ty của Trung Quốc. Và bản tin thứ hai là Thượng viện của Hoa Kỳ đã à, thông qua cái à, dự luật à, ban cấm tiktok trên tất cả các cái thiết bị và các cái cơ sở của chính quyền liên bang. quý vị, hai bản tin này cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã bắt đầu phong tỏa Trung Quốc trong lĩnh vực kỹ thuật và không để cho Bắc Kinh có cơ hội phát triển cái mạng lưới quân sự gò bằng kỹ thuật cao, tức là những cái nâng cấp và hiện đại hóa cái lực lượng quân sự của họ. Ok, quý vị, đầu tiên hết là chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới bước qua cái phần à, phân tích xem liệu việc này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với lại Cộng sản Trung Quốc. Ok quý vị, Hoa Kỳ giới hạn các công ty của Trung Quốc trong vấn đề lo ngại về an ninh. Chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ năm đã có hàng loạt những cái giới hạn với hàng chục công ty của Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn một công ty sản xuất uh, chip điện tử trong nỗ lực uh, ngăn chặn cái việc mà đưa cái, cái, cái kỹ thuật này giúp cho lực lượng quân sự của Trung Quốc. 36 công ty đã đối diện với cái uh, việc mà cần phải có môn bài để giảm tình trạng mà họ có thể tiếp cận các cái uh, sản phẩm uh, kỹ thuật của hoa kỳ và, và bao gồm luôn cả nhiên liệu và các cái uh, trí tuệ nhân tạo và, và các cái uh, gọi là cái advanced computing tức là những cái uh, kỹ thuật mới về cả hệ thống computer đó là bộ thương mại đã đưa ra và bộ thương mại mà cái đơn vị đặc trách về gọi là kỹ nghệ và an ninh đã đưa ra thông cáo báo chí và trong đó gần như là Đại hội là có hành động trong hai tháng qua và chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu ban lệnh cấm đối với lại cái việc mà Trung Quốc tiếp cận với ngành Cermay Connector và cơ quan này cho biết cái quyết định mới nhằm cũng để à, kềm chế không để cho Nga có được à, liên lạc với lại những cái công ty của Trung Quốc để ủng hộ cho cuộc chiến tại Ukraine và hành động này là để bảo đảm cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trước tình trạng mà Bắc Kinh đang bắt đầu tìm cách tăng cường các cái hoạt động về à, trí tuệ nhân tạo các cái đi trước về vấn đề kỹ thuật computer hoặc là một số quyền lực khác bao gồm luôn cả những cái máy computer về vấn đề thương mại và bao gồm luôn cả kỹ thuật và nâng cấp hiện đại hóa quân đội của họ cũng như là sử dụng trong vấn đề lạm dụng nhân quyền đó là lời phát biểu của alan Esteves được xem là thứ trưởng bộ bộ thương mại đặc trách về vấn đề kỹ nghệ và an ninh đã cho biết trong một bản test mình và nó sẽ tiếp tục làm cái việc này sẽ tiếp tục và nó sẽ là nỗ lực để mà kềm chế không để cho nga có cái cần thiết trong cái kỹ thuật của họ và một số những cái vấn đề khác liên quan tới cuộc chiến tại ukraine bao gồm luôn cả iran etherves đã cho biết như trên một công ty của trung quốc là công ty yanzi memory technology tức là ymtc đã nằm trong cái list này bị hoa kỳ đưa vào danh sách đen và trong thời gian lâu thì tôi được báo cáo về vấn đề an ninh quốc gia và đe dọa kinh tế bởi công ty YMTC và một số những công ty khác cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là CCP là Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ các công ty kỹ thuật bao gồm CSTM tức là Jensing Memory Technology và SMIC tức là Semiconductor Manufacturing International Company đó là lời phát biểu của Thượng nghị sĩ trước Summer, chủ tịch của khối đa số tại Thượng viện đã đưa ra trong một bản xác minh vào ngày thứ năm và YMTC là đã đe dọa ngay lập tức đối với an ninh quốc gia của chúng ta và chính quyền của cho bên cần phải có một cái sự đối phó với YMTC để họ có thể tăng cường trong cái vấn đề gọi là đi trước về kinh tế hoặc là vấn đề quân sự. Ông mờ đã cho biết như trên, đây là một trong những cái Sắc lệnh mới mà phía của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra 36 công ty của Cộng sản Trung Quốc sẽ nằm trong danh sách đen và sẽ không được phép tiếp cận với lại các cái kỹ thuật của Hoa Kỳ nếu như mà họ không có một cái môn bài đặc biệt của Bộ Thương mại. Bên cạnh đó quý vị, Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã thông qua cái dự luật do ông George Halley đưa ra trong vấn đề cấm toàn diện À, trang uh, video tiktok ở trên cái uh, uh, lãnh thổ hoa kỳ và trong các cái uh, chơi uh, uh, cái building hoặc là các cái thiết bị của chính quyền liên bang thượng viện đã có một cái cuộc thống nhất thông qua cái dự luật ban cấm tiktok trên tất cả các cái thiết bị của chính phủ trong vấn đề gọi là an ninh quốc gia Cơ viện Hoa Kỳ trong ngày thứ tư đã bỏ phiếu một cách thống nhất để thông qua một cái dự luật có thể ban cấm tất cả sử dụng cái trang video app là TikTok trên tất cả các cái phone của chính phủ hoặc các thiết bị của chính phủ do lo ngại về vấn đề à an ninh không gian mạng và đe dọa tới an ninh quốc gia. Uh, dự luật này có tên là No TikTok on Government Device Act đây là một cái dự luật mà đã được uh, đệ trình bởi thượng nghị sĩ George Holly của đảng cộng hòa tại uh, Missouri vốn đã được đệ trình từ tháng 4 năm 2021 và đặc biệt đã được uh, tiếp tục uh, trong cái giai đoạn kế tiếp và nó sẽ sẵn sàng để đưa buộc tất cả các cơ quan của chính phủ tức là chính quyền liên bang gồm có bộ ngoại giao bộ an ninh nội địa hoa kỳ bộ quốc phòng hay là bộ giao thông vận tải ban lệnh cấm tất cả những cái video app này ở trên tất cả những cái thiết bị của chính phủ đặc biệt trong dự luật này yêu cầu là cái cái, cái cái cơ quan quản lý về ngân sách quốc gia à, sẽ phải đưa ra một cái tiêu chuẩn cho tất cả các giám đốc các ban ngành, yêu cầu là TikTok hay bất kỳ một cái à, à, application nào à, mà được cho làm chủ đều phải à, à, tháo gỡ ra à, trước à, trong tất cả các cái cơ quan của chính phủ. Và như lúc này đồng thời cũng sẽ bao gồm à, luôn việc mà các cái hoạt động của các nhân viên công lực và các cái quyền lợi về an ninh và kể cả những nhà nghiên cứu về an ninh à, trong đó thì quý vị à, tiktok được xem là một con ngựa của thành troi mà của đảng cộng sản trung quốc đó là cái lời phát biểu của ông george charlie và tương tự như vậy ở ta năm 2020 tháng 3 thì đã được thông qua ở sàn thượng viện và tháng 8 năm 2020 tuy nhiên thì nó vẫn kẹt ở hạ viện và hiện nay thì à, cái dự luật này đã được à, tái à, giới thiệu lại vào tháng 4 năm 2021 bởi thượng nghị sĩ George Lee, Rich Scott và Rubio của cũng như các thượng nghị sĩ Cotton và gần như đã được thông qua bởi cái quỹ ban đặc trách về an ninh nội địa và cái quỹ ban đặc trách về chính phủ của à, thượng viện và à, thượng nghị sĩ gọi là Hotzier của đảng Cộng hòa đã xác nhận trên Twitter các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thống nhất một cách chặt chẽ và điều này có nghĩa là à, tổng cộng thì quý vị hai bản tin này cho thấy rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu ra tay với cái trò gọi là âm mưu của Cộng sản Trung Quốc. Thật sự tại sao điên có một mình Trung Quốc là bị nhắm vào trong khi các trang app khác của nhiều nhiều quốc gia vẫn được sử dụng và không bị nhắc tới. Quý vị, thứ nhất là tầm ảnh hưởng của TikTok. Và thứ hai là cái vấn đề liên quan tới việc Trung Quốc đã có những cái hành động được xem là gian manh. Tại sao là gian manh? Thay vì họ sử dụng các cái chip điện tử và semiconductor để đóng góp trong cái kỹ nghệ dân sự thì Hoa Kỳ sẽ không làm gì cả và các công ty của Hoa Kỳ vẫn có thể bán hàng bình thường cho Trung Quốc. Nhưng điều đáng tiếc là hầu hết các công ty kỹ thuật của Trung Quốc đều nằm dưới sự quản trị của đảng Cộng sản Trung Quốc hay là lực lượng PLL, tức là lực lượng quân sự của Cộng sản Trung Quốc. Và các công ty này đều phải có trách nhiệm cung cấp kỹ thuật tối tân nhất của họ cho lực lượng quân sự của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc có mục tiêu về quân sự trong việc mà hiện đại hóa cái nền kỹ thuật của họ vì vậy mà phía Hoa Kỳ cần phải chặn đứng. Tại vì Trung Quốc mà hiện đại hóa cái quân sự của họ thì sẽ gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ, cho đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Khi mà Trung Quốc sở hữu một số những cái kỹ thuật cao, bởi vì ở Trung Quốc quý vị, tôi đã vẫn hôm trước tôi có phân tích cho quý vị về hardware và software. Thì Bắc Kinh đã cho viết rất nhiều và thúc đẩy rất nhiều những cái chiến lược về AI tức là artificial intelligence tức là trí tuệ nhân tạo thì trí tuệ nhân tạo trên nguyên tắc nó tên là AI nhưng mà trên thực tế nó cũng chỉ là software mà thôi tức là nó là những cái nhu liệu để người ta sử dụng và nó được tính toán cẩn thận chi tiết hơn và nó có thể đưa ra những cái kết quả phỏng đoán gần như chính xác 100% thì quý vị những cái này nó gọi là AI tức là trí tuệ nhân tạo thì quý vị để viết những cái nhu liệu này thì nó đòi hỏi sự chi tiết hóa rất nhiều và cái bảng phân tích tức là analyze để nó đưa ra một cái kết quả phỏng đoán sơ khởi mà tương đối là chính xác. Ví dụ, quý vị làm một con tính ở trên cái máy tính. Quý vị để nhiều con số vô quý vị cộng lại thì cái máy tính trong vòng một giây đồng hồ nó sẽ tính toán cho quý vị là cái kết quả của cộng trừ nhân chia là bao nhiêu. Thì cái AI nó cũng trừ dựa trên cái lý thuyết này. Ví dụ như là cộng tất cả những cái hợp kim lại thì sẽ ra cái gì? Lượng hợp kim nào sẽ ra cái gì? thay vì con người phải ngồi xuống tính toán bằng đầu óc thì nó sử dụng máy móc để để tính toán nhiều hơn, nó gọi là AI, tức là artificial intelligence. Trí tuệ nhân tạo. Thì quý vị, Trung Quốc đang chủ yếu phát triển và muốn uh, đi trước cộng đồng quốc tế về vấn đề này. Mà thật sự quý vị, trước khi ông Trump lên. Có những cái uh, cuộc triển lãm về robot, tức là dùng uh, cái uh, máy móc thay thế cho sức con người đó, 5 năm liên tục đã được tổ chức tại Thượng Hải. Thay vì trước đây đó quý vị Robot là một cái ngành rất là hiếm hoi Thì thường thường tổ chức tại Nhật Bản Lâu lâu tại Đức Tại Anh hay tại Hoa Kỳ thôi Nhưng mà trước đó quý vị 5 năm liên tục từ 2011 tới 2016 Thì các cái thiết kế về robot Tức là những cái chế tạo về robot Thì nó được tổ chức tại Thượng Hải Cho thấy là Trung Quốc đã tìm cách đi trước mọi người Về cái AI Nhưng mà để có được cái AI Tức là cái trí tuệ nhân tạo cái AI nó điều khiển được là phải nhờ vào hạt que tức là những cái thiết bị nằm ở dưới, ok những cái phụ tùng thiết bị nằm ở dưới mà trong đó quan trọng nhất mà Hoa Kỳ đang nắm được và các đồng minh của Hoa Kỳ đang nắm được đầu tiên hết là chip điện tử tức là cái vị gọi là con CPU đó ở trong máy computer thì cái vị gọi là con CPU ở trên cái phone thì nó gọi là microchip hay là à, những cái những cái uh, quý vị coi trong một cái tấm bo ở trong cái phone của quý vị hay là một cái tấm bo motherboard của quý vị nó có những cái đường rất là những cái mạch rất là nhỏ đó thì nó gọi là semiconductor tức là những cái mạch đó là những cái chất bán dẫn thì nó gọi là semiconductor thì quý vị hai cái kỹ thuật này để do hoa kỳ nắm và các đồng minh hoa kỳ nắm thì quý vị để có được một cái ai hoàn chỉnh mà quý vị có thể điều khiển được thì nó cần sự phối hợp của tốc độ và cái mức uh, chứa và ghi nhớ ghi ghi nhận lại là của các cái hạt que trong đó gồm có chip điện tử gồm có màn hình video gồm có memory đây là ba cái điểm chính ở trong bất kỳ một cái thiết bị nào trong đó gồm gồm có computer cái phone của vị đang dùng cái tablet hay là một số những cái máy móc ở trong các cái ngành gồm có ngành CNC hay là ngành uh, y khoa hay là ngành uh, những cái ngành mà chế tạo đó quý vị, họ đều cần cái AI. Mà AI thì phải lệ thuộc vào các cái chip điện tử, màn hình video và memory. Thì quý vị, đây là cái kỹ thuật gọi là nó gần như là nó thống trị trên toàn cầu. Bây giờ tất cả các quốc gia đều chuyển qua gọi là điện tử hóa, tức là computerize. Thì tất cả hệ thống chính quyền ở nhiều quốc gia đã chuyển qua điện tử hóa tức là tất cả hồ sơ quý vị nhớ ngày xưa chúng ta phải làm những cái tủ đựng những cái hồ sơ thì bây giờ mình không cần nữa. Mình chỉ cần một cái máy computer, một cái bộ nhớ, một cái memory đó. Hay là cái hard drive là quý vị có thể chứa tất cả những tài liệu khi cần là là không cần cái đi lục tủ nữa mà chỉ cần bấm một nút enter là quý vị có thể có được tất cả những tài liệu đó. Thì quý vị, hầu hết tất cả các chính phủ trên thế giới đều đã computerize hết rồi và có một số những chính phủ tân tiến hơn, họ gần như là họ cho làm việc online hết, họ không có cần phải đến sắp hàng ở các cái các cái, các cái, các cái uh, văn phòng chính phủ nữa. thì quý vị khi mà computerize tức là điện toán hóa tất cả mọi thứ, thì ngoại trừ các cái cơ cấu hành tránh của các nơi, thì tới cái khâu sản xuất cũng vậy, nó cũng sẽ được uh, computerize. ví dụ như là tôi từng nói với quý vị về máy cnc, lúc trước cnc là gì, quý vị lúc trước tiện là chúng ta sẽ căn cứ trên cái cái mẫu và trong cái mẫu đó chúng ta làm một cái khuôn đúc để đúc ra tất cả những cái bộ phận cần thiết thì quý vị bây giờ CNC nó sử dụng computer right tức là quý vị chỉ cần cái bản vẽ ở trên cái computer load nó qua bên cái máy CNC thì tự động máy CNC 3 chiều tức là nó truy axit hay for axit á nó sẽ gọt dũa và nó làm ra cái mô hình hoặc là cái phụ tùng đó cho quý vị mà không cần phải chế tạo một cái máy đúc nữa hay là một cái khung khuôn đúc nữa. Thì quý vị, tất cả những kỹ thuật này nó được computerized. Thì khi computerized thì chủ yếu nó dựa vào gì quý vị? Thứ nhất là con chip điện tử, giống như trái tim của người. Thứ hai là cái hệ thống màn hình, tức là con mắt và thứ ba là cái memory hay là cái hạt trai là cái bộ nhớ. Thì quý vị, đây là cái mà bất kỳ một cái thiết bị nào trên thế giới, kể cả cái phone của quý vị, nó đều sử dụng ba cái này hết. Thì quý vị, Hoa Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, Đức, Anh là những quốc gia thống trị cái ngành cái ngành kỹ thuật này. Thì quý vị, thì họ phát triển về vấn đề dân sự, quý vị thấy rồi, họ phát triển tất cả những cái vấn đề này về dân sự. Họ ít phát triển qua quân sự Quân sự nó có một cái chapter khác Quân sự thì họ đi trước thế giới Họ có những cái kỹ thuật cao hơn nữa Thì quý vị thấy cái, cái internet mà quý vị dùng bây giờ Ngày xưa nó đã có từ thập niên 1950 mấy rồi Nhưng tại sao cho tới năm 1995-96 Bill Clinton mới ký cho nó ra công chúng Bởi vì nó là cái kỹ thuật của quân sự Ngày xưa cái internet nó có được là do cái sự liên lạc của giới tình báo và quân sự. Sau khi mà một thời gian rồi thì ông Clinton ông ký cho ra thì Internet ra đời. Internet ra đời thì nó được cải thiện liên tục liên tục. Tới bây giờ quý vị dùng Internet quý vị thấy rồi. Thì quý vị thường thường bên quân sự của các quốc gia dân chủ họ đi trước về kỹ thuật. Họ đi rất xa. Rồi sau đó họ mới release cho dân sự. Ngược lại Trung Quốc thì quân sự không có gì hết. Cũng chỉ là những cái loại vũ khí bình thường giống như những quốc gia khác thôi. Rồi cái họ lại lấy cái kỹ thuật của dân sự họ vung đắp cho quân sự và họ bây giờ họ viết những cái ai để điều khiển từ cái chiến đấu cơ của họ cho tới cái bomber cho tới cái hệ thống phóng hỏa tiễn rồi cho tới kể cả cái uh, những cái mà bản đồ phân tích trận địa họ viết ai ra hết tức là ví dụ như là để tấn công đài loan họ sẽ lại vẽ một cái bản đồ eo biển đài loan gồm cái, tất cả những cái đảo lớn nhỏ đảo ngầm đảo chìm đảo nổi tùm lum hết tức là họ có một cái bức tranh rõ nét về Đài Loan, rồi họ bắt đầu họ nói ok, họ đưa ra một số quân và họ đưa ra cái lực lượng tương đương của Đài Loan để họ phân tích họ simulate ở trên máy computer. Họ có thể phân tích được ồ oh, cuộc chiến này mình sẽ thắng hay thua. Hay là mình sẽ chiếm được cái phần nào. Nếu sử dụng bao nhiêu quân, bao nhiêu vũ khí thì cái 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 AI nó có thể phân tích được. Nó có thể phân tích và nó đưa ra một cái kết quả tương đối. Có thể đôi lúc nó chính xác 100% đôi lúc nó không chính xác 100%, nhưng mà nó đưa ra một kết quả tương đối để cho quý vị có thể uh, không tốn nhiều thời gian trong vòng vài giây đồng hồ, thay vì quý vị phải tốn nhiều thời gian tính toán cả tháng này qua tháng kia, cả năm này qua năm kia để có thể có được một kết kết quả sơ khởi, thì cái AI nó giúp cho quý vị nuốt được giai đoạn này, nó chỉ tính toán trong vòng có vài giây đồng hồ thôi. thì đó là cái mà Trung Quốc đang sử dụng để áp dụng trong cái lĩnh vực quân sự. Thì quý vị, chính điều này nó sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Vì vậy mà tại sao phía Hoa Kỳ liên tục ban lệnh cấm vận với các công ty của Trung Quốc? Bởi vì các công ty này, nó đều nằm một là dưới sự điều khiển trực tiếp của PLA. Hai là gián tiếp bởi PLA. Kể cả tất cả các cái hệ thống trường đại học ở Trung Quốc, nó cũng tương tự như vậy rồi tới các cái công xưởng sản xuất hay là các cái công ty kỹ thuật của Trung Quốc đều nằm dưới sự điều khiển hoặc là gián tiếp hoặc là trực tiếp và họ sử dụng tất cả những cái kỹ thuật ăn cắp được hay lấy được của Tây Phương họ vung đắp ưu tiên cho quân đội của họ trước và chính điều này nó gây nguy hiểm cho quân đội Hoa Kỳ và nó gây nguy hiểm cho các lực lượng đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương chính vì vậy mà chính quyền châu bên vẫn tiếp nối cái chiến lược của ông Trump là phong tỏa Trung Quốc. Tại vì ông Trump là người đã đưa ra cái học thuyết nó gọi là decoupling tức là tách rời tách rời Trung Quốc ra. Chính cái học thuyết này thì do ông Trump đưa ra và bây giờ Hoa Kỳ đang đi trên cái tiến trình này tức là tách rời Bắc Kinh ra và phong tỏa Trung Quốc. Phong tỏa bằng mọi thứ từ kỹ thuật cho tới kinh tế và kể cả quân sự. Do đó cái việc cấm cửa này là nó chỉ nằm một phần trong cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á châu, mà trong đó Bắc Kinh là cái lực cản lớn nhất trong việc tái lập trật tự tại Á châu. Vì vậy mà khi mà đối phó với Bắc Kinh thì nó là một cái bài toán rất khó. Nó không giống như là Nga, nó không giống như là à, Iraq hay là Iraq. Bởi vì Trung Quốc có một cái nền kinh tế phức tạp. Họ có nhiều quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ hơn bất kỳ một quốc gia nào tôi vừa nói sau khi mà Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa, tập trung vào thị trường Trung Quốc, thì cái mối quan hệ về kinh tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ rất phức tạp. Nó đang xen giống như một cái lưới rối mù. Bây giờ phải tháo gỡ cái lưới đó ra để tách rời nó ra. Thì ông Trump đã làm cái nền tảng đó trong 4 năm. Thì bây giờ tới phiên Joe Biden tiếp tục cái lộ trình này. Mặc dù có chậm hơn, mặc dù có khẩn lại, nhưng nó vẫn tiếp tục đi về cái hướng mà ông Trump đã đặt ra. Hay là chiến lược của ông Trump đã đặt ra đó là cái uh, việc mà tách rời Trung Quốc thì quý vị đó là cái bài phân tích thứ nhất cho quý vị thấy là tại sao Hoa Kỳ bắt tất cả các công ty của Hoa Kỳ muốn bán bất kỳ một kỹ thuật hay một con chip điện tử nào qua cho Trung Quốc là phải có môn bài lý do là bởi vì họ muốn biết là cái công ty đó của Trung Quốc mua để làm gì ví dụ như là công ty uh, ABCD của Trung Quốc nói ô oh, uh, tôi mua để tôi chế tạo những cái tròn hay là tôi mua để tôi chế tạo những cái máy camera gắn trong nhà. Thì quý vị, có nghĩa là những cái camera này hay những cái drone này, nó có thể áp dụng cho quân đội, thì Hoa Kỳ sẽ không cấp license. Intel hay là à, những công ty chip điện tử khác đều không được phép bán cho Trung Quốc. Nhưng nó nói, ô, chip điện tử này tôi mua để làm cái nồi cơm điện, ở trong nhà có cái màn hình để điều khiển bằng à, computer đó tức là điều khiển bằng màn hình đó để mà nấu cơm thì mới bi được mới bi được tức là chỉ thuần túy về dân sự thôi không có để cho trung quốc có thể triển khai qua khai triển qua cái vấn đề quân sự được thì cái vị đó là cái môn bài do đó những công ty nào mà nó nhận được đơn đặt hàng từ phía của trung quốc đều phải báo cáo cho bộ thương mại và bộ thương mại sẽ duyệt xét là cái cái chiếc điện tử này dùng cho lĩnh vực gì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Trung Quốc sẽ chơi sỏ lá. Họ sẽ không mua trực tiếp từ những công ty của Hoa Kỳ. Họ mua qua công ty thứ ba ở một quốc gia thứ ba. Ví dụ như họ nói, ô, tôi mua chip điện tử của Việt Nam. Thì quý vị, Việt Nam có sản xuất chip điện tử đâu. Họ mua của Intel. Họ về xong họ bán lại cho Trung Quốc. Thì Intel nói, ô, tôi đâu có bán cho Trung Quốc đâu, tôi bán cho Việt Nam mà. Thì quý vị, cái môn bài của Bộ Thương mại là nhằm cái điểm này tức là một quốc gia thứ ba hay một công ty thứ ba mà mua thì họ cũng phải xác định họ mua cái chip điện tử đó làm cái gì họ có bán lại cho quốc gia khác hay không hay là họ chế tạo thành phẩm họ bán lại cho Trung Quốc hay không thì quý vị đây là cái xác lệnh mà phía của Hoa Kỳ lên danh sách đen là như vậy để không để cho Trung Quốc có thể tiếp cận thông qua ngã gián tiếp hay trực tiếp từ các kỹ thuật của Hoa Kỳ và thậm chí trước đó quý vị thấy các cái phụ tùng tức là những cái đồ hoặc à, chế tạo cái semiconductor đó tức là một cái máy semiconductor phải chế tạo bằng máy thì những cái máy đó nó có những cái đồ phụ tùng thì không được phép bán cho trung quốc luôn nếu không có môn bài thì có nghĩa là ngăn chặn không để cho bắc kinh có thể tiếp cận được kỹ thuật của hoa kỳ và của đồng minh và cái vị đó là cái thứ nhất là tại sao mà quý vị thấy được là cái tình trạng trung quốc áp dụng kỹ thuật để mà tìm cách thống à, gọi là thống trị trên toàn thế giới và bành trướng của họ ra là cái giấc mộng mà chúng ta thấy được thứ hai tiktok nhiều người mà nhiều em bạn trẻ nói ôi tiktok đâu có gì đâu mà nguy hiểm nó rất nguy hiểm quý vị nó có hai cái nguy hiểm mà hôm trước tôi cũng phân tích với quý vị thứ nhất là nó thay đổi cái suy nghĩ của giới trẻ suy nghĩ có lợi cho nhà nước cộng sản trung quốc khi mà cái chiến dịch tuyên truyền của trung quốc nó tràn ngập trên tiktok thứ hai dữ liệu của tất cả những người sử dụng đều được đều nằm trong tay của nhà nước cộng sản trung quốc nó có thể sử dụng dữ liệu đó để nó uy hiếp quý vị even quý vị không sống ở trung quốc quý vị sống ở nước ngoài và sống ở mỹ thì nó có thể sử dụng tất cả từ cái hồ sơ bệnh lý của quý vị tài khoản ngân hàng của quý vị cho tới vị trí của quý vị cho tới chỗ đi đứng của quý vị nó biết hết email quý vị biết điện thoại quý vị biết, địa chỉ biết hết những cái dữ liệu này nó thuộc về quyền tư ẩn nó rất quan trọng và nó đang là một cái thị trường béo bở của các công ty kỹ thuật mà do đó cấm tiktok là chuyện đương nhiên thứ ba là cái việc mà xác định vị trí cái đó là automatic của tiktok do đó quý vị ở bất cứ chỗ nào chỉ cần quý vị mở trang app đó lên thậm chí quý vị đóng trang app đó lại rồi nó vẫn xác định được vị trí quý vị đang ở chỗ nào trên thế giới thì quý vị những cái này nó đe dọa tới an ninh không gian mạng và an ninh quốc gia. Do đó, cấm TikTok là chuyện đương nhiên và việc cấm này đã được thông qua một cách đa số, tuyệt gần như tuyệt đối trên trên sàn thượng viện. Nếu xuống hạ viện nó cũng được cấm luôn. Mà cũng đa số tuyệt đối thì Joe Biden phải ký. Tại vì không ký nó cũng thành luật. Bởi vì nó nó được thông qua quá 2/3 khối phiếu. Và điều này có ý nghĩa là như thế nào? Tất cả những thiết bị của chính quyền liên bang, trong đó từ cái phone tablet à hay là iPad, iPhone, tất cả những cái thiết bị về 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 à, di động và tất cả những cái máy computer làm việc ở trong các cái cơ cấu của chính quyền liên bang đều phải cấm không được download cái trang TikTok này xuống. Kể cả những nhân viên công lực luôn. Ok. Và thứ hai, những cái cơ sở và những cái building thuộc quyền quản trị của chính quyền liên bang sẽ bị cấm hết. Tức là quý vị bước vào trong ví tôi lấy ví dụ quý vị bước vào tòa building của Sở di trú Hoa Kỳ. Sở di trú là thuộc chính quyền liên bang mà. Thì quý vị, một là quý vị để cái phone ở ngoài xe. Còn hai, quý vị phải xóa ngay cái app TikTok ở trên cái phone. Nếu như không, quý vị có thể sẽ bị phạt. Và quý vị, như vậy thì tất cả các cái cơ sở vật chất của liên bang họ cấm hết. Và khi cấm như vậy thì tất cả binh sĩ của Hoa Kỳ, đa số giới trẻ từ 13 tuổi cho tới 25 tuổi đều sử dụng trang mạng TikTok. Cái gì là trong 80 triệu người thì gần như là 80 triệu người đó là giới trẻ không? Ở Hoa Kỳ sử dụng trang mạng TikTok. Vì cái vị giới trẻ từ 13 cho tới 25 thì cái vị nghĩ tuổi, tuổi từ 18 tới 25 mà nằm trong binh sĩ Hoa Kỳ là bao nhiêu người? Khi họ bước vào trong trại lính Mặc dù cái phone đó là phone cá nhân của họ họ vẫn phải xóa bỏ cái trang TikTok này. Để không biết để không để nó không biết được là họ đang ở đâu. Chứ nếu không nó sẽ xác định được vị trí đóng quân của Hoa Kỳ. Và điều này gây nguy hiểm cho các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Không những mà nó sử dụng cái xác định vị trí này, nó sẽ điều chỉnh những cái hỏa tiễn, hỏa tiễn tầm xa, hỏa tiễn tầm ngắn, tầm dài gì đó. Quý vị, nó sẽ nhắm vào các vị trí của Hoa Kỳ. Lúc đó là nguy hiểm cho binh sĩ Hoa Kỳ do đó quý vị việc cấm tiktok hay là cấm các công ty của trung quốc tiếp cận cái kỹ thuật của hoa kỳ đây là cái bước thứ hai trong cái chiến lược chuyển trục về á châu của hoa kỳ và tái lập trật tự tại á châu tức là phong tỏa trung quốc phong tỏa bằng các cái sắc luật cấm và bên cạnh đó họ sẽ áp đặt những cái thuế lên tất cả những mặt hàng của trung quốc để giới hạn sự xuất cản của trung quốc và chuyện này đã làm rồi bây giờ vẫn tiếp tục làm bên cạnh đó là tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia đối tác và đồng minh tại á châu để trung quốc không thể bành trướng được đây là một cái chiến lược toàn diện của hoa kỳ nhằm đối đầu với trung quốc trên rất nhiều mặt trận do đó lần này quý vị sẽ thấy trước sau gì bắc kinh cũng bước từ cái ghế đối thủ bây giờ joe biden thì gọi là competitor tôi gọi là rival nó sẽ bước qua cái ghế enemy tức là kẻ thù trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ bước qua cái ghế đó. Không còn đường nào khác hết. Bởi vì trừ khi đảng Cộng sản sụp đổ tại Trung Quốc. Còn nếu không quý vị, trong vòng vài thập niên tới, Trung Quốc sẽ là kẻ thù của Hoa Kỳ. Và sẽ không bao giờ quay trở lại được trong cái thời đại Hoàng Kim từ năm 2001 khi Trung Quốc gia nhập WTO cho tới năm 2017. Tức là trong mười mấy năm đó là cái thời đại Hoàng Kim của Trung Quốc họ kháng kích với Hoa Kỳ là một đối tác thân cận của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ quý vị, tầm đe dọa của Cộng sản Trung Quốc đang bao trùm ở khắp nơi. Hoa Kỳ cần phải kiềm chế. Và nếu Hoa Kỳ không đi đầu thì không quốc gia nào đi theo cả. Khi mà Hoa Kỳ áp đặt những cái luật này thì Liên Hiệp Âu Châu, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan hay là Anh, Canada, Úc, New Zealand đều phải từ từ mặc dù chậm hơn nhưng mà cũng sẽ từ từ áp dụng những cái luật này đối với Trung Quốc. Và kết quả, Trung Quốc sẽ bị vây chặt. Trung Quốc sẽ bị phong tỏa. Và đó là điều khó tránh khỏi trong cái chiến lược của Hoa Kỳ tại Á Châu. Bảo đảm quyền tự do hàng hải và tái lập trật tự một cách rõ ràng ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tinh nhật ký phần 1 của tôi ngày hôm nay liên quan tới vấn đề mà Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ đóng đinh và phong tỏa sau khi có thêm 36 công ty của Trung Quốc nằm trong danh sách đen và trang mạng tiktok chính thức đã được thông qua trên thượng viện là sẽ bị cấm trong các cái thiết bị của liên bang và các cái uh, cơ sở vật chất của liên bang cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bài bài phân tích này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của hiêu tên nhật ký xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau bye bye